Thưa quý vị, thời đại của công nghệ và Internet đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đi kèm với nhiều tiện ích phát triển là vô vàn những rủi ro, trong đó có mối nguy thông tin cá nhân bị rò rỉ. Thông tin cá nhân trở thành những tài sản có thể trao đổi và ngày càng có giá trị. Những hệ lụy từ việc để lộ bí mật cá nhân qua việc sử dụng những tiện ích mà một số công ty tổ chức thu thập và phân tích dữ liệu lớn đem lại là cái giá phải trả không hề rẻ mà không ít người dùng Internet phải gánh chịu. Đã đến lúc người sử dụng Internet nói chung và tham gia mạng xã hội nói riêng cần cảnh giác, có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong bối cảnh các dữ liệu này có thể dễ dàng bị khai thác, lạm dụng. Ngày 17 tháng 3 năm 2018, thông tin về việc 50 triệu người dùng Facebook bị lộ dữ liệu cá nhân đã bị công khai. Con số này sau đó tăng lên hơn 87 triệu tài khoản. Trong số đó, 10 quốc gia có số tài khoản Facebook bị thu thập dữ liệu nhiều nhất là Mỹ, Philippines, Indonesia, Anh, Mexico, Canada, Ấn Độ, Brazil, Australia và Việt Nam. Tại Việt Nam, có gần 500.000 tài khoản người dùng bị thu thập dữ liệu. Những dữ liệu này bị thu thập và sử dụng sai mục đích bởi công ty tư vấn tài chính kết hợp khai thác và phân tích dữ liệu Cambridge Analytica. Facebook đã lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có và đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Cơ quan An ninh mạng Singapore CSA và Hệ thống Kết nối Thông tin Y tế IHIS của nước này đã xác nhận về một vụ tấn công mạng được thực hiện vô cùng tinh vi. Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore cho biết đây là vụ đánh cắp thông tin cá nhân nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, gây rò rỉ thông tin của 1,5 triệu dữ liệu mật của ngành y tế. Đặc biệt, trong số các hồ sơ cá nhân bị đánh cắp có cả hồ sơ y tế của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ngày 17 tháng 8 năm 2018, tin tặc ở thành phố Melbourne, Australia đã truy cập vào mạng lưới backend của Apple và tải xuống gần 90 GB dữ liệu, trong đó bao gồm cả các thông tin về khách hàng. Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới Marriott International đã thông báo về vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng ảnh hưởng đến khoảng 500 triệu khách hàng của hệ thống khách sạn Starwood trực thuộc tập đoàn. Mạng xã hội Google Cộng đã trải qua hai vụ rò rỉ dữ liệu lớn trong năm 2018, khiến phải đóng cửa sớm. Google đã phát hiện lỗ hổng bảo mật trên nền tảng mạng xã hội Google Cộng từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 11 năm 2018, gây ảnh hưởng tới hơn 52,5 triệu tài khoản người dùng. Các thông tin có thể bị rò rỉ bao gồm tên, địa chỉ email, nghề nghiệp, độ tuổi. Những vụ bê bối nói trên đã làm dấy lên một hồi chuông báo động về tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân trên môi trường Internet. Theo khảo sát của các chuyên gia thuộc Tails, một hãng chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật của Pháp, tỷ lệ vi phạm an ninh mạng toàn cầu hiện nay là 67% và đang ngày càng gia tăng. Trong đó, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng đang đặt ra nhiều thách thức. Bởi nguy cơ rò rỉ thông tin không chỉ gây thiệt hại cho người sử dụng mà còn ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Tuy nhiên, người dùng Internet lại khó có thể hoặc không nhận ra nguy cơ bị lạm dụng các dữ liệu cá nhân diễn ra khá phổ biến dưới nhiều hình thức. Đơn giản nhất là khi một người sử dụng thao tác tìm kiếm một mặt hàng gì thì chỉ vài phút sau hoặc liên tiếp trong những ngày tiếp theo, các quảng cáo về các sản phẩm đó liên tục hiện lên màn hình các trang web họ truy cập. Điều đó có nghĩa là dữ liệu về việc tìm kiếm của người này đã bị rò rỉ và đang bị khai thác. Tuy nhiên, đây chỉ là những dữ liệu khá đơn giản. Người sử dụng mạng Internet còn phải đối diện với nguy cơ các dữ liệu quan trọng về sức khỏe, về tài chính cá nhân bị rò rỉ và lạm dụng vào nhiều mục đích xấu. Không thể phủ nhận mạng xã hội đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Theo báo cáo của Kaspersky, số lượng người sử dụng các nền tảng Facebook, Instagram hay Twitter chiếm đến 82% dân số thế giới. Để có thể lấy được dữ liệu cá nhân của người dùng, các nền tảng truyền thông xã hội cung cấp cho mọi người cơ hội thể hiện bản thân, giao tiếp với bạn bè và gia đình, cũng như khám phá tin tức, ý tưởng và các xu thế mới mà không cần rời khỏi nhà. Bất chấp những lợi ích này, một số người vẫn sẽ chọn từ bỏ phương tiện truyền thông xã hội nếu điều đó giúp bảo vệ quyền riêng tư kỹ thuật số của họ. Vụ bê bối của Cambridge Analytica là lý do để tôi cắt đứt quan hệ với mạng xã hội Facebook. Trong nhiều năm, sự phiền phức đến từ các mạng xã hội là quảng cáo. Tôi liên tục nhận được những quảng cáo về Facebook, Google và hàng loạt các công ty khác hoạt động kinh doanh dựa trên việc thu thập dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng việc xóa Facebook sẽ gây ra xáo trộn cho nhiều người và hiện nay gần như không có giải pháp thay thế nào tốt cho mạng xã hội này.
Với nhiều người, Facebook là cánh cửa quan trọng để vào Internet. Trên thực tế, một số người coi nó là phiên bản duy nhất của Internet. Nó đóng vai trò trung tâm trong việc giao tiếp, xây dựng cộng đồng và tham gia vào xã hội trực tuyến. Việc xóa bỏ ứng dụng Facebook, xóa tài khoản chỉ mang tác dụng làm thỏa mãn tinh thần cho mỗi cá nhân người thực hiện. Còn hành động này chẳng đóng góp gì cho việc tìm giải pháp chống lại việc thu thập dữ liệu cá nhân mà hàng loạt các công ty âm thầm thực hiện. Bạn có thể xóa Facebook của mình, nhưng bạn vẫn hoàn toàn bị tiếp tục theo dõi trực tuyến và thậm chí cả trong đời sống ngoại tuyến của mình. Điện thoại di động được đánh giá là thiết bị theo dõi. Tuy nhiên, việc ngưng xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội vẫn sẽ chưa đủ để đảm bảo quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số. Đó là một quá trình mọi người cùng đồng lòng thực hiện, chứ không phải là một thỏa thuận đối với từng cá nhân riêng lẻ. Ngoài ra, những giải pháp công nghệ cũng là một sự lựa chọn hữu ích trong việc phòng chống tình trạng rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng Internet. Được biết đến như một công nghệ lưu trữ và truyền tải dữ liệu một cách minh bạch, an toàn và không cần đến sự kiểm soát của bất kỳ một tổ chức nào, công nghệ blockchain hứa hẹn vô cùng nhiều ứng dụng và tiềm năng. Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó. Ứng dụng công nghệ blockchain phù hợp có thể cách mạng hóa quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu bằng chiến lược phi tập trung của các hồ sơ, không thay đổi dựa trên công nghệ sổ kế toán phân tán. Với việc ứng dụng công nghệ blockchain phù hợp, các ngành, các lĩnh vực có thể cách mạng hóa quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu bằng chiến lược phi tập trung của các hồ sơ, không thay đổi dựa trên công nghệ sổ kế toán phân tán. Quan trọng nhất, blockchain sẽ đặt kiểm soát dữ liệu người dùng vào chính tay của họ thông qua các khóa mã hóa riêng cho từng người sử dụng cá nhân và không có điểm lộ lọt riêng nào. Hai lĩnh vực mà blockchain đã thay đổi cách người dùng xem và khai thác dữ liệu của mình là các lĩnh vực y tế và bán lẻ. Một trong những phương thức bảo mật dữ liệu an toàn và được sử dụng phổ biến trong thời đại kỹ thuật số hiện nay là mã hóa dữ liệu. Mã hóa dữ liệu là việc sử dụng các thuật toán máy tính để biến đổi dữ liệu ban đầu thành các loại dữ liệu có cấu trúc khác hẳn so với ban đầu mà không thể đọc bằng mắt hoặc sử dụng các phần mềm đơn thuần để đọc, bởi nó không tuân theo các định dạng dữ liệu được quy chuẩn, từ đó giúp bảo mật thông tin tối đa. Mỗi thuật toán mã hóa dữ liệu có những đặc thù khác nhau, nhưng thường sử dụng các khóa mã hóa khi thuật toán càng phức tạp thì bảo mật càng cao và thời gian xử lý cũng lâu hơn. Việc mã hóa dữ liệu đơn giản là việc tăng thêm một lớp bảo mật cho dữ liệu bằng cách chuyển đổi dữ liệu sang một dạng khác thông qua một mã hóa với những quy tắc tùy biến. Vì vậy, kể cả khi dữ liệu của bạn có bị đánh cắp, việc giải mã dữ liệu cũng rất khó khăn. Trí tuệ nhân tạo dựa vào khả năng tự động hóa và phân tích dữ liệu mạnh mẽ để phát hiện và sửa lỗ hổng nhanh, chính xác hơn. Vì lý do này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp và nhà cung cấp bắt đầu bảo mật bằng trí tuệ nhân tạo để chống lại các mối đe dọa an ninh mạng và nâng cấp hệ thống bảo mật mạng. Phải khẳng định một điều rằng, trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích lớn cho an ninh mạng. Các phần mềm độc hại tiếp tục biến đổi như virus gây bệnh. Các nhà nghiên cứu an ninh không thể tìm thấy chiến lược đối phó nào phù hợp hơn là bảo mật bằng trí tuệ nhân tạo. Trên thực tế, các giải pháp từ phía các nhà quản lý hay các nhà cung cấp dịch vụ là cần thiết. Song bên cạnh việc sử dụng dịch vụ, mỗi người cũng cần tỉnh táo sáng suốt khi sử dụng các tiện ích, cần cẩn trọng hơn trong các thói quen chia sẻ thông tin hoặc cài đặt ứng dụng. Người dùng nên hạn chế việc chia sẻ những thông tin ở chế độ công khai, thường xuyên kiểm tra cài đặt cũng như cập nhật các biện pháp bảo mật. Đồng thời, mỗi người dùng cần nâng cao ý thức về quyền được bảo vệ dữ liệu của mình, về cơ chế hoạt động, tính năng của các dịch vụ, các công cụ mà mình đang sử dụng, nhất là các dịch vụ miễn phí. Đó là việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, tỏi đen hiện được nhiều gia đình sử dụng bởi các công dụng hữu ích của nó đem lại cho sức khỏe. Tuy nhiên, giá thành sản phẩm này trên thị trường khá đắt đỏ. Để tiết kiệm chi phí, nhiều chị em đã chọn cách làm tỏi đen tại nhà theo phương pháp truyền thống. Cách làm này tuy đơn giản nhưng tốn nhiều thời gian, công sức và quan trọng là không phải chị em nội trợ nào cũng thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại máy móc để làm tỏi đen được các gia đình mua về sử dụng bởi thiết bị có khả năng tạo ra nhiệt độ nóng và môi trường lý tưởng để lên men tỏi trắng thành tỏi đen. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về một thiết bị làm tỏi đen do các kỹ sư ở Hà Nội nghiên cứu, chế tạo. Đây là khu chế biến tỏi đen của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Hoàng Châu tại Hoài Đức, Hà Nội. Để cung cấp số lượng lớn tỏi đen ra thị trường,
công ty đã sử dụng hệ thống tủ sấy lên men thành tỏi đen do kỹ sư Nguyễn Văn Hoàng và cộng sự. Hiện đang công tác tại công ty cổ phần thiết lập công nghệ thiết bị Systems nghiên cứu, chế tạo. Mỗi mẻ, chiếc tủ sấy này sẽ cho ra khoảng 300kg hành tỏi đen nguyên liệu sau 40 ngày lên men khép kín. Nó đáp ứng được cái tiêu chí mong muốn của người tiêu dùng, của nhà sản xuất. Vì ngoài cái việc mà chu trình lên men nghiêm ngặt như thế, thì nó còn tạo ra được một cái quá trình buồng lên men rất là đồng đều, bởi vì cơ chế vận hành của nó là cơ chế vận hành theo cái quy trình ổn định nhiệt, điều hòa buồng khí, dùng cái hệ thống quạt để đảo chiều lấy không khí. Chỗ gần nhiệt nhưng ở chỗ xa nhiệt thì tất cả cái hệ thống buồng nó cũng đều. Cho nên là cái ra sản phẩm nó mang tính chất đồng đều rất là cao và đạt được cái tiêu chí của chất lượng sản phẩm. Hệ thống tủ sấy hành tỏi đen nói trên được công ty Hoàng Châu đặt hàng, kỹ sư Nguyễn Văn Hoàng và cộng sự nghiên cứu chế tạo. Sau nhiều lần thử nghiệm, hiện hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định. Cái tủ sấy này thì nó được tích hợp thêm cái phần khử trùng bằng ozone, và thứ hai là nó có thể bù được ẩm khi mà thiếu, tại vì nó có khi mà nhìn vào cảm biến độ ẩm ấy thì người theo dõi mà muốn thêm độ ẩm thì sẽ bù bằng một cái thiết bị động cơ phun ẩm vào. Còn nếu như mà độ ẩm mà quá cao thì nó có một cái máy hút chân không, thì nó sẽ hút bớt cái độ ẩm ra, thì lúc đấy ở trong buồng nó sẽ khô. Tức là người sử dụng hoàn toàn có thể điều khiển được nhiệt độ hoặc độ ẩm theo ý muốn của mình. Hiện tại, khu vực lên men của công ty sử dụng 12 chiếc tủ sấy với nhiều chức năng như sấy hút chân không ở nhiệt độ thấp, diệt khuẩn bằng sục ozone, tự động bù ẩm, lên men theo quy trình cài đặt và cảnh báo an toàn khi chập cháy mất điện cho chủ thuê bao điện thoại có thể biết từ xa. Dựa trên cái nhu cầu thực tiễn về quy trình lên men hành tỏi đen ấy, thì bên công ty đã bàn bạc với lại hội ý tham khảo bên bộ phận kỹ thuật thiết kế dựng máy, thì làm ra thiết bị buồng lên men hành tỏi đen với hội tụ đủ được tiêu chí là điều khiển được hệ thống nhiệt độ theo một chu trình tự động và có chế độ bù ẩm trong thiết bị, đảm bảo làm sao mà cái quy trình lên men giữa nhiệt độ và độ ẩm nghiêm ngặt để tạo ra sản phẩm có giá trị tốt nhất. Trong tủ ấy thì tại vì cái khi mà ozone hoặc là tinh dầu tỏi ấy, nó có cái độ oxy hóa rất là mạnh, thì qua quá trình thử nghiệm tủ được khoảng 4 đến 5 năm nay rồi, thì hoàn toàn là cái chất liệu inox 304 là nó đáp ứng được và nó không bị, tức là về mặt độ bền rất là cao. Sản phẩm tủ sấy hành tỏi đen do kỹ sư Nguyễn Văn Hoàng chế tạo có giá thành rẻ hơn so với các thiết bị nhập ngoại tương tự mà vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, có khả năng cho ra sản phẩm chất lượng đồng đều. Về cái giá thành của cái tủ ấy thì là nếu mà nhập thiết bị về thì các bạn sẽ bị cái chi phí gọi là vận chuyển, và thứ hai là có cái nhược đấy là nếu như mà máy có xảy ra hỏng hóc gì ấy, thì lại phải chờ chuyên gia từ các nước khác đến thì nó rất là lâu. Còn cái này do chúng tôi tự nghiên cứu, tự thiết kế, cho nên là có thể trong vòng 24 giờ chúng tôi có thể có mặt để khắc phục luôn. Đấy là cái ưu điểm. Thứ hai là sẽ giảm được rất nhiều cái giá thành về vận chuyển hay là về phần nhân công, tại vì bọn tôi sử dụng trực tiếp nhân công ở tại xưởng làm. Tôi thấy rằng là cái thiết bị lên men, buồng lên men hành tỏi đen này là cực kỳ tốt, hữu hiệu và giá thành rất hợp lý. Bởi vì cái này là do sáng chế của người Việt Nam và người Việt Nam tự lắp ráp xây dựng lên dựa theo quy trình và mục đích sử dụng của buồng lên men. Nó đáp ứng phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của môi trường Việt Nam cũng như là cái sản phẩm mình làm ra tại thị trường Việt Nam thì nó rất là phù hợp. Nhóm nghiên cứu cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện, tích hợp công nghệ theo dõi, xử lý điều khiển qua điện thoại trong hệ thống để đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm hành tỏi đen đạt chất lượng cao. Chuyển sang phần thông tin quốc tế. Thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một loại enzyme có thể biến rác thải từ gỗ và thực vật thành những sản phẩm bền vững có giá trị ứng dụng cao như ni lông, nhựa hay hóa chất. Phát hiện được cho là một bước tiến mới giúp tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường.
Enzyme mới có khả năng tác động vào một loại polymer có sẵn trong thực vật, từ đó tạo ra các hóa chất như ni lông, nhựa sinh học và thậm chí là sợi carbon từ sản phẩm phế thải của gỗ và thực vật mà không cần tới sự tham gia của dầu hỏa hay các chất hóa dầu theo cách thức truyền thống hiện nay. Nghiên cứu mới có tiềm năng tạo ra một sự đột phá trong việc tái sử dụng rác thải nhựa, vốn là vấn đề nan giải của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, việc tăng cường tái chế cũng giúp giảm việc đốt rác thải, từ đó hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Một con tàu chở dầu với kích thước gần bằng 3 lần kích thước sân bóng vừa được bàn giao tại thành phố Đại Liên, Đông Bắc, Trung Quốc. Đây là tàu chở dầu thông minh đầu tiên trên thế giới, có trọng tải tối đa 308.000 tấn. Con tàu chở dầu có tên là New Journey, được xếp vào dạng tàu chở dầu cỡ cực lớn. Theo truyền thông Trung Quốc, con tàu này được trang bị các hệ thống thông minh, qua đó hỗ trợ khả năng định vị, quản lý hàng hóa tự động và kiểm soát năng lượng hiệu quả. New Journey đã trở thành thành viên mới nhất trong hạm đội tàu chở dầu của công ty vận tải năng lượng Trung Quốc, được chế tạo bởi công ty đóng tàu lớn nhất Trung Quốc, Dalian Shipbuilding Industry. Một thí nghiệm tại Hồng Kông cho thấy, hàu có thể làm sạch hoàn toàn một bể nước cặn bẩn chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Kết quả thí nghiệm này một lần nữa cho thấy hàu có thể giúp làm sạch các nguồn nước sông ô nhiễm một cách an toàn, tự nhiên và tiết kiệm. Đoạn phim time-lapse được thực hiện tại một phòng thí nghiệm tại Hồng Kông, Trung Quốc cho thấy hàu có thể lọc sạch một bể nước đầy cặn bẩn trong khoảng 2 giờ bởi hàu có thể ăn các sinh vật phù du và vi khuẩn. Phương pháp này có thể áp dụng trên diện rộng tại các vùng biển ở Hồng Kông, nơi mà nồng độ các loại tảo siêu nhỏ rất cao trong thủy triều đỏ. Hiện các nhà hoạt động môi trường tại Tokyo đã áp dụng phương pháp này để làm sạch vùng vịnh Tokyo, chuẩn bị cho sự kiện Olympic 2020 sắp tới. Mỹ dự kiến sẽ điều tra dân số lần tiếp theo vào năm 2020. Điểm đặc biệt của lần điều tra kế tiếp này là nó sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ cao. Điều tra dân số tại Mỹ được tiến hành 10 năm một lần theo quy định của Hiến pháp. Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, công tác điều tra dân số vào năm 2020 sẽ được hỗ trợ bằng công nghệ trên không nhằm xác định số hộ gia đình ở những vùng sâu vùng xa, nơi chủ yếu là dân tộc thiểu số. Công nghệ trên không hay còn được gọi là hệ thống thông tin địa lý, viết tắt là GIS, sử dụng máy tính để phân tích dữ liệu các vùng lân cận, cũng như các thông tin về sông ngòi, đất đai của khu vực này thông qua những bức ảnh được chụp bởi vệ tinh và máy bay không người lái. Có thể còn phải mất nhiều năm nữa xe tự lái mới đưa chúng ta đến nơi mình mong muốn. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, các hãng xe hơi đã ứng dụng những công nghệ tự lái để giúp xe an toàn hơn. Một trong số đó là LiDAR, cảm biến ánh sáng và khoảng cách cho phép ô tô nhìn thấy đường đi. LiDAR sử dụng tia laser hay tia hồng ngoại tầm gần để phát hiện các vật xung quanh. Khi các chùm ánh sáng vô hình này chạm vào vật cản và dội lại vào cảm biến, nó sẽ cung cấp dữ liệu về khoảng cách và thời gian từ vị trí của xe tới vật cản. Khi xe di chuyển, LiDAR sẽ quay 360 độ trong thời gian hoạt động. Nhờ đó có thể thu thập hàng tỷ dữ liệu của tất cả các đối tượng xung quanh, tạo nên một bản đồ số 3 chiều, giúp xe tự lái đưa ra quyết định lúc nào nên tăng, giảm tốc độ hay tránh khỏi vật cản. Từ lâu, nông dân nhiều nước châu Á đã biết sử dụng vịt để thay thế cho thuốc trừ sâu. Loài gia cầm này sẽ lội quanh ruộng lúa để ăn từng con côn trùng và giúp diệt cỏ. Giờ đây, người Nhật sử dụng công nghệ để thay thế cho phương pháp truyền thống bằng cách phát triển thành công chú robot mang tên Aiegamo đặt theo giống vịt địa phương. Dự án đang được thử nghiệm tại tỉnh Yamagata ở phía đông bắc Nhật Bản. Chú vịt robot có thiết kế giống máy hút bụi với diện tích bề mặt khoảng 60cm² và nặng 1,5 kg. Aiegamo tự động di chuyển trên mặt nước, bên dưới có bộ phận khuấy bùn nhằm cản trở quá trình quang hợp của cỏ dại. Thiết bị xác định vị trí chủ yếu dựa vào hệ thống định vị toàn cầu GPS. Ý tưởng tạo ra cỗ máy xuất phát từ mong muốn của chúng tôi là loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu gây hại. Trong bối cảnh Nhật Bản hiện phải đối mặt với tình trạng dân số già hóa và thiếu lao động trầm trọng, chú vịt robot này sẽ góp phần duy trì nền nông nghiệp sạch mà không cần phải dùng hóa chất. Tuy nhiên, kỹ sư Tetsuma Nakamura sẽ phải cải thiện sản phẩm bởi kích thước hiện tại của Aiegamo khá lớn khi di chuyển trên mặt nước có thể đè lên những cọng lúa còn non. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ nhândântv.vn. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về Phòng Khoa giáo, Trung tâm Truyền hình Nhân dân, số 71 Hàng Chống, Hà Nội. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.